Thưa quý vị, mỗi hoàn cảnh mà chương trình chia sẻ đều là đặc biệt khó khăn, đang rất cần hỗ trợ. Mỗi chương trình là câu chuyện vượt lên chính mình của những mảnh đời và những tình cảm tốt đẹp đang hiện hữu trong cộng đồng. Hôm nay là câu chuyện hiếu hạnh của chị Võ Thị Minh Huệ ở xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Một mình chị Huệ đang gồng mình chăm sóc cho người cha bị bệnh tai biến mạch máu não, mẹ thì lâm bệnh u não và người anh trai bị bệnh phù tủy. Trong một gia đình đều ở tuổi lao động, nhưng cả ba đều nằm liệt giường. Nhà nước đã hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết vào năm ngoái. Hoàn cảnh lâm bệnh ngặt nghèo, hiện tại chỉ mong vào sự chia sẻ của cộng đồng. Đối với cái gia đình chủ cảnh này thì xã Tịnh Khê hồi chưa có cái gia đình nào mà đặc biệt như gia đình này. Tức là cái gia đình của chủ cảnh rất là đáng thương. Thì với cái điều kiện gia đình như thế này thì chủ đảng quỹ, hội đồng dân, ban dân đã chỉ độ mặt trận các cái ngành hậu đoàn thể cùng vận động, tức là từ đoàn xã đến các cái ngành hậu đoàn thể đến chi hội và thanh niên ở cái khu dân cư này là bèn mọi nguồn lực, tạo mọi điều kiện hết để giúp đỡ cái gia đình chủ cảnh này. Đây là em Võ Văn Vũ, hiện giờ là đang bị rất là nạn, cần sự cộng đồng chia sẻ chung tay các với gia đình của em. Đây là chú cảnh, là bố của em Vũ, hiện giờ cũng nói chung là bệnh cũng rất là ngặt nghèo. Và kia là cô Phượng, là mẹ của em Vũ, hiện giờ cũng bà liệt nằm một chỗ. Nói chung là gia đình rất thương tâm. Đối với cô với chú thì nói chung tuổi cao rồi, còn riêng đối với em Vũ thì cũng nhờ cộng đồng và cái chương trình kết nối những tấm lòng để mà có nguồn lực về tài chính để hỗ trợ cho em Vũ vào bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị, để em sớm mà khỏi bệnh để lo cho cha và mẹ của em Vũ. Hai vợ chồng ông Cảnh và bà Phượng đều bị bệnh liên quan đến não, cả hai giờ nằm một chỗ không thể nói được. Vũ là người con thứ tư trong gia đình, anh bị bệnh phù tủy dẫn đến liệt toàn thân. Huệ là con gái út của ông Cảnh, một mình chị lo cho cha mẹ và anh trai. Mà thằng Vũ á, là mấy năm nó bị mổ mát, nó láng, nó đi lòm, nó đi xin, nó đi tự nó lòm để nó mổ mát. Rồi nó ở trong đó mấy năm, khi nó bớt mát rồi, nó bớt bệnh con mát thì nó về đây. Nó về đây thì nó lòm được hơn một lúa. Làm hơn một lúa thì nó lòng cũng cực khổ, thì thấy nhà nước thấy nó gia đình quá khó khăn, mẹ bệnh cho bệnh nằm chỗ nó gì để nó phục vụ gia đình. Lúc bây giờ thì nó lòng được hơn một lúa thì sang một lúa thứ luồng lúa vừa rồi á thì nó là bệnh, nó bệnh một mình, nó mơn gó, nó đi từ đây mà đi cũng ở nằm một mình không ai chăm sóc. Con quỷ thì nuôi bà chị hơi vợ chồng, cho nên là một mình nó tự nó lên đi nó tìm, nó kiếm, nó xin, nó sợ để nó sống. Quê ơi, bây giờ gia đình con bây giờ cái điều kiện là như vậy đâu. Dạ. Thì bây giờ con cố gắng, bây giờ cộng đồng giúp đỡ cho con thì con cố gắng nuôi mẹ nuôi ba, thì thời gian nữa thì phải tìm người để giúp mẹ giúp ba. Dạ. Con phải đưa anh đi viện mà phải cố gắng chữa cho anh. Còn ba mẹ thì cứ nằm đây cũng nhờ người khác. Đến thăm gia đình ông Cảnh, chúng ta sẽ được nghe bà con xóm giềng kể câu chuyện hiếu thảo của những người con. Cha mẹ lâm bệnh, nhà lại túng thiếu, anh Vũ dù đang bệnh tật vẫn tự bươn chải kiếm tiền chữa bệnh. Còn chị Huệ đi làm thuê kiếm tiền vì lo cho gia đình. Bệnh của cha mẹ và anh trai ngày càng nặng, Huệ phải bỏ ngang công việc ở nhà, lo cho ba người.
bà con hàng xóm bảo nhau thương cho ba người bệnh nặng và thương cả người con gái út đang âm thầm gồng gánh gia đình vượt qua khó khăn. Xin cái xe lan hẹ. Dạ rồi đi xin cái xe lan về ngồi lại nghe. Ảm lên. Rồi làm sao quỷ nó ảm nổi đây. Quý vị giúp đỡ cho gia đình thì đến tận nhà ở thôn Khê Thượng, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản đến tài khoản Vietinbank của chị Võ Thị Minh Huệ là 10200 181 772. Hỗ trợ thông qua đài phát thanh và truyền hình Quảng Ngãi thì đến địa chỉ số 165 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi hoặc chuyển tiền vào số tài khoản BIDV của đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi là 570 100 001 375 78. Quý vị lưu ý khi chuyển khoản, vui lòng ghi rõ tên người nhận để chúng tôi chuyển tiền đến đúng địa chỉ. Kính chào, tạm biệt quý vị. Vinasoy hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.